bạn cùng học và chơi mình nhé. Mình đã có rất là nhiều các loại thạch nhiều màu sắc. Chúng ta sẽ học số trước. Đồ có hai cái này. Số 1, 1. Số 2, 2. Số 3, 3. Câu số 4, 4. Câu này. Số 5, 5. Số 6, 6. Số 7, 7. Số 8, 8. Số 9, 9. Số 10, 10. Học màu nha. Màu nào? Học màu thôi. Bỏ đây. Đây rồi. Màu vàng, yellow. Màu vàng, yellow. Đúng rồi. Yeah. Màu hồng, pink. Màu hồng, pink. Màu trắng, white. Màu đỏ, red. Màu cam. Màu cam, orange. Rồi. Màu trắng. Xếp hình, xếp hình, xếp hình. Xếp hình nha. Xếp hình. Thật khéo léo nha các bạn. Thật thôi, đủ đấy. Wow. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh của mình nhé. Chúc mọi người xem vui vẻ. Tạm biệt các bạn.